Thưa quý vị, nhắc đến Côn Đảo, nhiều người thường nghĩ ngay đây là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử cách mạng to lớn với hệ thống di tích đặc biệt quốc gia, nhà tù Côn Đảo. Tuy nhiên, Côn Đảo còn là quần đảo chứa đựng giá trị cao về đa dạng sinh học cả trên rừng và dưới biển. Và trong hành trình khám phá những nét nguyên sơ, giá trị cao của biển rừng Côn Đảo, quý vị không nên bỏ qua hòn Bảy Cạnh, địa điểm được du khách mệnh danh là đảo sinh thái bậc nhất, hay bản giao hưởng của núi rừng, biển cả và hệ sinh thái phong phú. Chia sẻ ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá hòn Bảy Cạnh, viên ngọc thô của Côn Đảo. Em thấy thì rất là tuyệt vời luôn. Khung cảnh thì thiên nhiên thì rất là xanh tươi, hoa lá mọi thứ. Ngoài ra thì còn đến trạm kiểm lâm của các chú kiểm lâm ở hòn Bảy Cạnh thì các chú tiếp đãi khá là nhiệt tình và có cho tham quan xung quanh khu trạm kiểm lâm và quanh đảo ngoài bờ biển nữa. Mình đi du lịch khắp nơi nhưng mà lần đầu tiên mình mới thấy được một cái chuyến du lịch này nó rất là ý nghĩa và tuyệt vời, chưa từng thấy, chưa từng có. Đó là một cái hoạt động là xem rùa đẻ mà từ trước tới giờ mình chưa hề thấy và cũng chưa được xem qua phim ảnh. Mặc dù tụi mình phải vượt qua một cái quãng đường rất là dài, rất là xa, rất là vất vả, nhưng cảm thấy một cái hoạt động đó là quá ý nghĩa và cảm thấy thỏa mãn được cho mãn nhãn cho chuyến đi của chúng mình, quá tuyệt vời. Du khách tới thì ai cũng muốn được ngắm cảnh về cái rùa bò lên biển và trực tiếp được nhìn những chú rùa đẻ trứng, và rồi sau đó là mình sẽ được thả rùa về với biển, thì đấy là một cái điều thiêng liêng và rất là tuyệt vời. Thì nếu như mà được quay lại đây thì mình cũng rất là mong muốn là được đi tham quan những lần như thế này nữa. Riêng đặc biệt là cái trạm kiểm lâm Bảy Cạnh này thì hàng năm cái số lượng là rùa biển về đẻ rất nhiều, nhiều nhất ở Việt Nam. Nó chiếm khoảng 80% trong các cái bãi rùa ở trên Côn Đảo này. Cho nên chúng tôi là cũng phải là tuyên truyền, vận động các cái du khách đến đây phải thực hiện đúng cái nội quy quy định của cơ quan đã đưa ra để làm sao cho nó đảm bảo cái công tác bảo tồn du lịch để cho nó hài hòa, để không để làm mất bất cân bằng sinh thái trong cái vấn đề mà bảo tồn.